OK, hello, à, chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh YouTube Ichim Cục Club cùng với em Cường, à, quay trở lại với video nhận định thị trường hàng ngày cùng với em Cường ha. À, chúc cả nhà mình có một buổi chiều tối à, vui vẻ, cũng như là hy vọng là thông qua cái video của em Cường, à, cả nhà mình sẽ có thêm góc nhìn về thị trường một cách khách quan nhất và anh chị mình sẽ đưa ra cái quyết định à, đầu tư một cách đúng đắn nhất nhanh à, Anh chị mình tham gia thì à, giúp cho em Cường những lượt like. À, lượt chia sẻ và cái nút đăng ký nha anh chị và nếu như mà anh chị mình thấy là video của em cường hữu ích thì đừng quên là giúp cho em cường những cái lượt like, lượt chia sẻ và để lại cái trái tim màu tím ở phần bình luận cả nhà ha đó thì uh, như trên tiêu đề của video mình có đề cập với cả nhà thì video này uh, mục tiêu là nhận định về thị trường uh, tổng kết lại cái phiên giao dịch ngày hôm nay uh, cũng như là đưa ra các cái chiến lược cho các cái phiên giao dịch sắp tới. Đó đoạn này cả nhà mình thấy rồi đúng không? À, thị trường thì uh, nó đang tích lũy và nó đi đúng như cái kế hoạch mà mình đã đề cập với anh chị mình từ hai tuần trước, uh, chính là uh, mua khi mà nó về tới cái biên dưới uh, loanh quanh cái vùng 1084 và uh, canh chốt lại khi mà thị trường nó về cái biên trên là 1137 nha anh chị. Thì nếu như mà anh chị mình làm đúng cái kế hoạch của mình thì uh, không chỉ anh anh chị mình không lỗ trong cái đoạn này mà thậm chí là anh chị mình uh, giả sử mà có đu bám ở cái vùng uh, 1130 uh, 3 tuần trước đấy thì anh chị mình cũng về bờ rồi thậm chí là anh chị nào mình nghe mình uh, mua được ở cái vùng 1084 thì đều sẽ có cái lợi nhuận ở trong thời điểm này cả nhà ha uh, hôm nay thì mình không có live stream trong phiên giao dịch được tại vì uh, uh, mình uh, hiện tại là đã bay ra ngoài uh, quảng ninh anh chị uh, để mà offline cùng với anh em uh, hôm nay thì mình có cái trận góp cùng với anh em cho nên là không có live stream uh, đồng hành cùng với cả nhà mình trong phiên được. À, tuy nhiên thì các cái kế hoạch à, về chốt lại các cái cổ phiếu trong ngắn hạn thì à, mình đã chuẩn bị và hôm nay thì cũng à, đã chốt được một số lượng cổ phiếu nhất định cả nhà ha. Rồi thì à, view về đầu tuần nhanh vậy. À, đầu tuần thì à, mình cũng làm video à, cũng à, nhận định ở à, trong những cái nhóm khách hàng à, cũng như là lên livestream ngày thứ hai cũng chia sẻ cho anh chị mình cụ thể là chiến lược ở trong tuần này là gì đó anh chị. À, đầu tiên à, chúng ta phải nói là à, trong hiện tại là một cái giai đoạn tích lũy anh chị ha đó từ sau cái tuần giao dịch ngày 11 tháng 12 à, tới ngày 15 tháng 12 có nghĩa là hai tuần trước đấy à, thị trường à, có một cái lần mà đánh phá chưa vượt được cái vùng cản 11 à, 37 thì à, trong ngắn hạn index đã quay trở lại cái trạng thái là tích lũy với cái biên độ là 1084 tới cái vùng 1137 thì dự kiến cái À, sự tích lũy này nó sẽ kéo dài khoảng à, 4 tuần tới anh chị à, có nghĩa là từ từ thời điểm hiện tại à, kéo dài tới à, trước Tết tây à, trước Tết Tây anh chị ha à, khoảng tầm đâu đây cái tuần 22 mươi à, hai tháng một anh chị thì tại sao mình lại nói như vậy à, thì anh chị mình có thể là nhìn cái đồ thị à, Ichimoku khung tuần anh chị thì à, tại cái thời điểm đấy à, các cái giao kiếm của à, Ichimoku anh chị ha bắt đầu nó có cái sự hội tụ ở trong khung tuần À, thì ở đấy mình đánh giá là khả năng thị trường nó có những cái nhịp à, bật tăng cũng như là à, những cái nhịp breakout mạnh hơn so với thời điểm hiện tại rất nhiều. Còn trong giai đoạn này à, mặc dù chúng ta đang có cái vùng hỗ trợ rất đẹp ở cái vùng 1084, à, tuy nhiên thì cái vùng à, 1.137 nó cũng tương đối là nó cứng anh chị, à, cũng khá là khó vượt qua. Cho nên là à, tại sao trên live stream hoặc là trong nhóm khách hàng của mình mình đều định hướng cho cả nhà mình là À, mua bên dưới, bán bên trên là như vậy anh à, chị Thậm chí là trong nhóm khách hàng của mình hôm nay thì mình cũng cho à, chốt một vài con Thì cái kế hoạch chốt lại thì à, à, mình đã báo anh chị mình cái điểm chốt từ ngày hôm qua rồi Thì ngày hôm nay có khớp một vài cổ phiếu ví dụ như là FCN, lợi nhuận bình quân là 7% à, Cành chốt lại gắt từ ngày hôm qua này anh chị Hôm nay thì cũng đã khớp gách ở cái vùng giá là từ 23.5 tới 23.8, cũng như là chốt lại con CII anh chị. À, còn một vài mã cổ phiếu khác thì hiện tại nó vẫn chưa về cái điểm chốt nhưng mà dự kiến là từ bây giờ tới cuối tuần nó cũng sẽ khớp về những cái điểm à, chốt cụ thể trong ngắn hạn cả nhà ha. Đó, đó là room uh, đánh của mình nha anh chị. À, hiện tại là mình đang triển khai hai room, một cái nhóm là nhóm đánh nắm giữ mặt trung dài hạn và một cái nhóm là nhóm uh, nắm giữ về mặt T+ thì khi mà anh chị mình có một cái tài khoản VBS à, dưới cái ID của mình quản lý thì à, mình sẽ hỗ trợ cả nhà mình à, trực tiếp cũng như là anh chị mình sẽ được tham gia vào à, tất cả cái hệ sinh thái à, thuộc nhóm em cường cả nhà ha. À, room tín hiệu về mặt chung dài hạn, room tín hiệu T+, à, room thảo luận, à, anh chị mình được cập nhật cảnh báo à, về thị trường à, real time trong giờ giao dịch hàng ngày cũng như là đối với các anh chị mình có cái số vốn lớn thì mình hỗ trợ tư vấn đầu tư một một cho cả nhà mình nhanh dây à, với nhà đầu tư có số vốn trên 1 tỷ cả nhà ha Đó, cho nên là nếu như mà anh chị mình đang uh, chưa có người hỗ trợ chưa có người đồng hành hoặc là chưa có cái sự hiệu quả tốt trong đầu tư thì cả nhà mình có thể là cân nhắc là về đội em cường bằng cách là mở tài khoản VPS. À, nếu như mà anh chị mình đang bên khác nhanh dây còn nếu như mà anh chị mình đã có tài khoản VPS rồi cả nhà mình có thể là chuyển đi về em cường ha à, giả sử như mà anh chị mình À, có một cái tình huống bất khả kháng không thể mở ai đi được, không thể mở tài khoản VPS được thì cả nhà mình có thể là tham gia theo hình thức là thu phí nha anh chị, một cái mức phí rất là phải chăng để cho anh chị mình uh, trải nghiệm uh, room của em cường cả nhà ha. Ok cả nhà ha. Thì uh, nói về thị trường uh, trong các phiên sắp tới thì uh, uh, thị trường theo mình ở trong tuần này anh chị, cái khả năng mà nó quay về được cái vùng 1130 uh, thậm chí 1137 nó vẫn còn À, có thể là tiếp diễn tới các ngày cuối tuần à, Tuy nhiên thì à, Anh chị mình lưu ý Ở những ngày cuối tuần nha anh chị Ở những ngày cuối tuần à, Thị trường chúng ta sẽ có những cái vùng à, Mây tương đối là nhạy cảm Thì tại những cái vùng mây này à, Thị trường có những nguy cơ là điều chỉnh à, Đầu tiên là à, Điều chỉnh vào cái vùng cân bằng trước anh chị à, 1107 à, Cả nhà ha Đó, Và cái nguy cơ à, rủi ro à, Xấu hơn nữa thì mình đánh giá là cái rủi ro này nó khoảng tầm uh, qua Tết Tây anh chị thì cái rủi ro đấy thì thị trường nó quay lại cái vùng 1084 về cái vùng biên dưới một lần nữa. Đó, cho nên là uh, chốt lại uh, từ ngày mai uh, tới ngày thứ năm anh chị uh, chúng ta vẫn còn cái cơ hội để mà chúng ta uh, canh chốt lại cổ phiếu. À, ở cái vùng 1130 Cộng trừ cả nhà ha à, Có thể nó hướng tới cái vùng 1137 là khách sạn tuần luôn à, Tuy nhiên vào ngày cuối tuần anh chị Những ngày cuối tuần Nhất là phiên thứ sáu anh chị ha à, Chúng ta à, vừa có cái vùng khách sạn Đang mở ở đây à, Cũng như là vừa có cái vùng eo mây ở đây à, Cho nên là cái khả năng Mà thị trường có những cái cú nhúng về à, Kiểm chứng lại cái vùng 1107 à, Thậm chí là qua tết tây à, Chúng ta sẽ quay trở lại cái biên dưới một lần nữa cũng tương đối cao anh chị đó cho nên là vẫn theo chiến lược cũ thôi từ bây giờ tới khi mà chúng ta có một cái mức độ tích lũy chặt chẽ hơn trong khuôn tuần là hai kiếm tuần hợp bích anh chị ha thì chúng ta vẫn giao dịch trong một cái biên độ nhất định chính là cái vùng 1104 là cái vùng mua à, và cái vùng à, 1137 chính là cái vùng bán nha anh chị đó anh chị nào mình đang đầu tư trung dài hạn đoạn này À, anh chị mình nên cân đối cái tỷ trọng zin lại à, tại vì trong đoạn này thị trường nó chưa có sóng anh chị, khả năng chưa có sóng là cực kỳ cao cho nên là nếu như mà chúng ta ngâm margin thì cái lãi suất zin à có thể nó bào mòn cái tài khoản của anh chị mình từng ngày. À, giả sử mà anh chị mình có những cái ý định là sử dụng zin thì cả nhà mình có thể là à, chờ đợi à, cổ phiếu nó quay về biên dưới anh chị. À, anh chị mình à, à, giao dịch à, T cộng trên chính cái lượng hàng sẵn có mở mua bằng mặt zin thì khi mà nó quay về biên trên uh, quanh cái vùng 1137 thì anh chị mình trả mặt zin lại thì nó ok cả nhà ha còn tránh cái việc là ngâm mặt zin ở trong cái đoạn này ở à, đoạn này thì trong nhóm mình hầu như là đều không có uh, những cái khoản lỗ anh chị à, đa phần là anh chị nào mình uh, lỡ mà bị kẹt hàng đúng không à, thì trong cho mình thì không có đủ ở cái vùng trên cao như không, anh chị nhưng mà giả sử mà anh chị nào mình Uh, mới về với mình uh, đang kẹt hàng ở cái vùng 1130 thì mình cũng nói với anh chị mình rồi nên chờ đợi nó quay về cái vùng này uh, để mà anh chị mình cơ cấu. Tại vì thị trường nó cứ sai quay sai quay như vậy. Uh, nếu như mà anh chị mình làm ngược lại với cái trạng thái hiện tại của thị trường. giả sử bây giờ cái chiến lược của chúng ta là mua bên dưới bán bên trên mà anh chị mình làm ngược lại. Có nghĩa là đỏ không mua mà cứ đua xanh hoặc là uh, xanh uh, không bán mà cứ đi bán đỏ là có khi là anh chị mình lại. Uh, mua ở đỉnh bán ở đáy nha anh chị uh, cho nên là ch cái việc mà chúng ta phân biệt được cái trạng thái uh, của thị trường rất quan trọng nhanh chị nhất là trong giai đoạn sideways này tại vì trong giai đoạn sideways nhất là khi mà đang sideways biên hẹp khoảng tầm 40 điểm như vậy thường ở những cái năm vừa rồi vậy là những cái giai đoạn mà bào mòn tài khoản của anh chị mình cực kỳ nhanh đó cho nên là cái chiến lược uh, để mà tham gia thị trường rất quan trọng nhanh vậy đó thì khi mà anh chị mình tham gia vào nhóm của mình thì mình vạch ra cái chiến lược cái kế hoạch đầu tư cụ thể cho anh chị mình à, các cái cổ phiếu mà mình cho anh chị mình tham gia vào cũng là các cổ phiếu tuân thủ các cái chiến lược của bộ công cụ Ichimoku trịnh pháp anh chị cho à, nên cả nhà mình thấy đúng không giả sử mà khi mà tham gia vào cổ phiếu rồi thì cái xác suất mà anh chị mình có lãi à, rất cao anh chị đó cùng lắm nếu như mà xui xẻo à, nó vi phạm à, những cái điểm vào thì ở đa phần là đều cho anh chị mình những cái điểm ra hòa vốn anh chị ha. Đó, hạn chế cái khoản lỗ của anh chị một cách tối đa. Đó anh chị mình coi livestream của mình cũng như vậy, mình hoàn toàn là không về không vào cổ phiếu theo cảm xúc mà tất cả các cổ phiếu thì đều vào theo chiến lược cả anh chị. Ví dụ như là mua giao găm, à, mua về cái biên dưới mua đúng không? Thì toàn đi mua đỏ thôi. Giả sử một vài cái trường hợp khi mà thị trường vào một cái thế mà chuẩn bị breakout anh chị thì những cái trường hợp đấy thì cái thời gian nó xuất hiện trên thị trường nó rất thấp nó giả sử mà thời điểm tới tầm 4 tới 5 tuần tới à, đúng như cái tham minh của mình là cái tuần 22 tháng 1 là thị trường nén chặt nó và break out thì khi đấy chúng ta hoàn toàn có thể là mua đuổi giá xanh được còn trong cái đoạn hiện tại là chúng ta phải mua đỏ nhanh chị và phải mua ở bên dưới cả nhà ha còn khi mà nó quay lại bên trên đó, thì chúng ta à, nên căn à, chốt ngắn hạn đối với anh chị mình giao dịch T cộng giao dịch ngắn hạn cả nhà ha đó, dịp này thì về trung hạn thì mình vẫn rất tự tin, rất kỳ vọng cũng như là thấy được con số là 1205 anh chị nhưng mà con số này thì mình nghĩ là nó sẽ không tới liền trong vài tuần tới đâu, mà cả nhà mình cố gắng là kiên nhẫn chờ đợi, cũng như là chia nhỏ các cái quãng đường ra anh chị mình đánh thì nó sẽ tối ưu lợi nhuận hơn cả nhà ha, ok À, các cái mã cổ phiếu thì ngày hôm nay à, mình có cho anh chị mình chốt gắt đúng không? Gắt cái cái biên trên của nó thì cả nhà mình thấy rồi. Cái biên trên của nó là quanh cái vùng 28 à, 23.8 anh chị. Thì hôm nay mình cũng cho anh chị mình chốt T cộng rồi. Đó thì nếu như mà nó bùm lên được cái vùng giá 24 nó thì quá đẹp anh chị. À, các mã cổ phiếu khác với những CII này. À, nó về tới Kijun, và đúng tới khách sạn rồi. À, sắp chạm về những cái vùng mây to cho nên là mình cũng cho anh chị mình chốt lời luôn. À, FCN cũng tương tự như vậy, cũng cho cả nhà mình chốt lời luôn. Đó, bây giờ thì mình đang căng các mã cổ phiếu khác ví dụ như đất xanh này đó, kbc anh các mã cổ phiếu này nó mới giao dịch ở quanh cái biên giữa thôi nó chưa vào đúng cái điểm chốt lời thì giả sử mà trong các cái phiên giao dịch tới uh, các cái mã cổ phiếu này mà nó quay lại những cái vùng uh, biên ở trên được anh chị thì quá đẹp đúng không anh chị ha đó, đoạn này thì uh, khi mà thị trường tích lũy thì đa phần các nhóm ngành cũng sẽ tích lũy theo thôi băng chứng thép bất động sản thậm chí là có thêm các cái nhóm ngành khác thì nó cũng đều đi khá là giống với thị trường à, ngoại trừ các con cổ phiếu có câu chuyện thôi còn đa phần cổ phiếu thì nó cũng đi theo cái dạng tích lũy trong cái hộp giá như vậy cố gắng là mua bên dưới bán bên trên nhanh vậy Đó, đoạn này thì thị trường nó lên cái vùng à, à, gần 1137 rồi thì à, khả năng là từ bây giờ tới à, qua tới anh vậy à, trước khi mà thị trường nó có cái sự điều chỉnh về cái vùng biên dưới một lần nữa khả năng cao là trong nhóm của mình sẽ không có cái tín hiệu mua vào cả nhà ha à, chỉ là canh chốt lại thôi đó, Khi nào mà nó có cái sự điều chỉnh đó, ít nhất là nó phải về quanh cái vùng à, 1.107 đúng không hoặc là à, 1084 đúng như cái kế hoạch là về bên dưới thì khi đấy nó về những cái điểm chốt lời rất là đẹp nhanh chị đó thì đó là cái góc nhìn uh, chia sẻ của mình nhanh chị anh chị mình có nhu cầu tham gia vào đội của mình thì cả nhà mình cứ nhắn tin trực tiếp với mình để mình hướng dẫn anh chị mình tạo tài khoản cũng như là chuyển đi về cả nhà ha đó thì uh, hy vọng là sắp tới uh, anh chị mình sẽ đồng hành với mình uh, cùng nhau kiếm tiền uh, cùng nhau uh, đồng hành với nhau trên thị trường này cùng nhau uh, tạo ra những cái chiến lược cả nhà ha tuân thủ chiến lược cũng như là chiến thắng thị trường nhanh chị ok bye bye cả nhà chúc cả nhà mình có một buổi chiều tối vui vẻ ha À bye bye